Rất nhiều quý khán giả đang đặt hàng khả năng ô tô mẫu Vios Form mới đời 2018 này, vừa tiền cho quý vị chị bà con đấy ạ. Một mẫu xe mà vẫn hỗ trợ trả góp đến 60%, quý vị chị chỉ cần bỏ ra trước khoảng tầm 150 thôi, anh em mình đợi khoảng 200 là quý vị chị có thể sở hữu mẫu xe này rồi. Bên em có hỗ trợ bao sang tên chính chủ cho bà con các anh chị luôn. Đấy, tiền vào tên thì anh em mình sẽ cân đối và công giá bán các bác nhé. Mẫu xe mang lớp sơn màu trắng mà một chủ từ đầu, sơn zin từ xe và keo chỉ zin, không đốm đụng va chạm hoặc nước, một chủ từ mới các bạn, không khoan đục, không đóng hãng taxi. Chiếc xe này thì nó được sở hữu động cơ 1.5 mang nước sơn màu trắng, sơn xi đẹp và sạch sẽ. Hỗ trợ trả góp bây giờ mỗi tháng anh em mình giả từ ví dụ 200 triệu lợi trong khoảng 3 năm đến 5 năm các bác nhé. Thì anh em mình chia nhỏ ra mỗi tháng anh quanh khoảng tầm khuôn 4-5 triệu. Đấy, các anh em mình trả góp dần dần. Đấy, dần dần thôi. Anh em mình mua về làm kinh tế thì anh em mình lấy những dòng xe này thì nó vừa bền vừa lành vừa tiết kiệm nhiên liệu các bác ạ. Mẫu xe này thì nó được trang bị động cơ 1.5 số sàn Vios E các bác nhé, Vios E 1.5. Và bản này là đời 2018 form 2019 rồi. Đấy, một chủ từ mới và có hình như là 7 túi khí đấy. Đấy, nội thất kem thì có 7 túi khí, nội thất đen thì như có 3 túi khí, con này là 7 túi khí luôn. Và sơn xi của nó là sơn zin, không đổi màu, không đâm đụng va chạm và ngập nước các bác nhé. Mẫu này thì khả năng ô tô có vừa về xong và phục vụ cho anh em mình một mẫu xe rất là trắng trẻo, xinh xắn, đẹp đẽ, mang nước sơn lại sạch sẽ nữa. Quý vị chị bà con anh em mình mua về làm xe hoa đám cưới, xe dịch vụ anh em mình đi dòng này rất là ok các bác. Với cái độ bền và cái thương hiệu của cái dòng xe đã được khẳng định tại Việt Nam mình rồi. Nên là quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm được cái dòng xe này, anh em mình hãy trực tiếp làm việc với khả năng qua số điện thoại 0326062789 để được một cái giá tốt nhất quý vị chị bà con nhé. Mẫu này thì anh em mình trả trước của em 150 rồi, còn đâu là anh em no ngân hàng. Đấy, rất là phù hợp cho quý vị chị bà con. Đấy các bác nhìn này, form dáng đẹp, sơn xi sạch sẽ này. Bên ngoài thì các bác mang về đây bọn em đã spa đẹp hết rồi, thì không có xước sát gì đâu. Chủ yếu là có đâm đụng va chạm gì không, chúng ta cùng đi vào review chi tiết cái nội thất ngoại thất của chiếc xe này. Đấy, cùng với phần keo chỉ của chiếc xe. Các bác nhìn nội thất của nó này, đẹp rất là miên man luôn. Đấy, trần da, ghế da nhá. Trần da thì đúng chất của anh em Quảng Ninh rồi. Quảng Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng rất thích trần da và ghế da. Thảm trải sàn cũng da luôn, sợi bún luôn. Đấy, phun đồ chơi phụ kiện nhìn rất là phù hợp cho anh em chạy dịch vụ luôn. Chiếc xe nội thất màu kem thì hai màu, màu kem và màu đen thì nó sáng xe hơn so với nội thất màu đen. Đấy thì bản này có 7 túi khí các bác. Mẫu này thì nó được trang bị 7 túi khí, mỗi túi thì anh em mình chở khách thì anh em mình thêm nhiều túi vào cho nó anh em mình chở khách nôn. Đấy, cho khách nôn nó sướng. Nhiều túi vào tí. Ở đây keo chỉ cái này cũng gì nhé các bác nhé, không hề lỗi đâu, không có đâm đụng va chạm gì đâu. Anh em hỏi lốp theo xe không, cái dòng số sàn anh em đừng để ý làm gì cả. Nói thật, mình buôn bán mình cũng nói thẳng với các bác luôn. Ông mua số sàn về ông chạy dịch vụ chứ ông mua về làm cái gì, đúng không? Có thể chạy dịch vụ kinh doanh thêm, kiếm thêm thu nhập từ chiếc xe này. Ngay cả chủ cũ đúng đến các bác là chủ mới cũng vẫn phải mục đích của các bác là đi gia đình kết hợp chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập. Lợi nhuận là chủ yếu. Bây giờ mua xe mấy trăm triệu và đắp chiếu thì đi một tháng đi hai lần ấy thì trừ người có tiền. Có tiền thì lại mua số tự động để phục vụ cho gia đình nhà mình và gầm cao rồi xe càng đẹp càng tốt. Nhưng mà bên em mình vừa tiền thì mua lại về vừa đi gia đình vừa kết hợp thêm kiếm thêm thu nhập trong cái việc chạy dịch vụ, các bác có hợp lý không? Xe đi 11 vạn là các bác nhé, 11 vạn xịn. Đấy. Vừa về xong thì chưa tua đồng hồ đâu. Con nào tua đồng hồ em bảo tua đồng hồ. Em sẽ thường là những người quay và báo trước cho bà con các bác anh chị được, nên là các bác an tâm. Cái đồng hồ này là đang chuẩn đấy, 11 vạn đấy. Mà đời 2018 11 vạn là đúng rồi, mới được có hơn 4 năm mà 2 năm dịch rồi. Chạy vậy thôi chứ mỗi năm chạy gần 6 vạn là còn gì nữa, đúng không? Nên là anh em mình chấp nhận mua được những mẫu xe này. Nó phù hợp với cửa tiền của mình, anh em mình mua không được thì anh em mình mua xe khác thế thôi. Cái tầm tiền này thì anh em mình mua được Mazda 2 đời 2016, 17 rồi các bác nhé, 16 rồi, số tự động rồi. Còn Mazda 3 thì anh em mình mua được 15 rồi các bác nhé. 15 hơi khó đấy, 15 bây giờ phải 380 trở lên. 15 Mazda 3, 15 380 trở lên. Phân khúc hạng B thì anh em mình mua được Hyundai Accent đời 2018 các bác nhé, 18, 19 rồi. Bản đủ luôn, còn bản thiếu anh em mình mua được 2020 rồi, 2021 rồi. Đấy, nên là quý vị chị bà con nào anh em mình ưng cái mẫu xe nào bên em thì có thể làm việc trực tiếp bên em với khả năng ô tô. Ô đăng kiểm tháng 7 năm 2025, vừa cái đăng kiểm dài thế, dài miên man luôn. Bây giờ mới tháng 1 năm 24, 5 rưỡi nữa. Các bác nhìn này, mặt màn dàn cò nguyên zin, máy nổ êm ru không nghe tiếng động các bác nhé. Keo chỉ cabo, ốc lỗ cái phần đầu cabo. Này, ốc cabo còn chưa mở này. Đấy, keo cabo còn nguyên zin nhá. Keo zin theo xe này. Cabo này là cabo xịn theo xe, không đổi màu, không đâm bụng va chạm gì, không phải làm lại sơn. Đấy, nằm trong còn zin hết, máy zin từ dàn cò khô ráo sạch sẽ. Anh em đừng nghĩ là rửa khoang máy sạch đẹp thì sẽ là tốt nhé, không tốt đâu. Anh em cứ để này khô ráo là được. Và chú ý đừng để cho chuột nó cắn dây điện là ok. Và chú ý dầu nước làm mát thường xuyên. Đấy là những cái chú ý khi anh em mình mua xe cũ. Đó.
Khả năng ô tô rất mong muốn được giao lưu trực tiếp cùng với tất cả quý vị, chị, bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Đây là mẫu xe Vios đời 2018 vừa về bên cửa hàng. Khả năng sẽ giới thiệu cho bà con, các anh chị trong một video này. Trân trọng cảm ơn tất cả các mọi người và hẹn mọi người trong video clip tiếp theo. Xin chào và gặp lại.